Xin kính chào quý vị và các bạn. Trưa nay, bão Bofa đã vượt qua phía bắc của đảo Palawan của Philippines, đi vào khu vực phía đông nam của Biển Đông. Vào hồi 13 giờ chiều nay, thì vị trí tâm bão ở cách đảo sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 490 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km h giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm bão sẽ ở cách đảo sông Từ Tây thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 220 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông nam của biển Đông bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 8 cấp 9, sau tăng lên cấp 10 cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cấp 13 giật cấp 14 cấp 15 biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực phía bắc của biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh thưa quý vị và các bạn nhắc đến thành phố hạ long quảng ninh người ta thường nghĩ đến vịnh hạ long kỳ quan thiên nhiên thế giới với những bãi tắm cắt trắng trải dài hoặc những nhà hàng hải sản khoái khẩu nhưng ít người biết đến một thắng cảnh cũng hấp dẫn không kém điểm đến dành cho những ai ưa một chút mạo hiểm muốn khám phá thành phố bên bờ vịnh từ một góc nhìn thật đặc biệt để rồi có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất vẻ đẹp hùng vĩ mênh mang của cả vùng trời và vùng biển vùng đông bắc đó chính là núi bài thơ <laughs> Sau đây mời quý vị theo dõi thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại Điện Biên, trời không mưa, ban đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ, cao nhất là 27 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại Sapa có mưa phùn và sương mù trời rét, nhiệt độ phế đêm là 9 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 13 độ, với độ ẩm sấp xỉ 100%. Tam đảo có mưa nhỏ, sương mù khá dày đặc trời rét, nhiệt độ duy trì mức từ 10 đến 13 độ, với độ ẩm là khoảng 100%. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường nên khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi trời rét. Tại Hà Giang nhiệt độ thấp nhất là 15 độ và cao nhất là 18 độ với độ ẩm là khoảng 85%. Tại Hạ Long nhiệt độ trong ngày là từ 15 đến 20 độ, độ ẩm là 95%. Còn ở Hải Phòng nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ với độ ẩm là 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời cũng chuyển nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, cao nhất là 20 độ với độ ẩm khoảng 85%. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ ra động ở mức từ 19 đến 23 độ với độ ẩm khoảng 80%. Còn ở thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ và cao nhất là 25 độ với độ ẩm là 80%. Tại Đà Nẵng trời không mưa và xe lạnh, nhiệt độ trong ngày từ 21 đến 28 độ với độ ẩm khoảng 70%. Phố cổ Hội An có mưa nhỏ trời trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 27 độ với độ ẩm là 70%. Tại khu du lịch Cáp Trao Bà Nà có mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ về đêm là 15 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 20 độ, độ ẩm là 75%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận ngày nắng, không mưa, thời tiết khá thích hợp cho du lịch. Tại Nha Trang, biên độ nhiệt từ 23 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 70%. Tại khu du lịch Mũi Né, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, cao nhất là 31 độ với độ ẩm là 65%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ trong ngày là từ 24 đến 32 độ với độ ẩm là 65%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào ở vài nơi với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 29 độ, độ ẩm là khoảng 50%. Thành phố Bơ Mơ Thuận nhiệt độ duy trì mức từ 20 đến 30 độ với độ ẩm là 60%. Còn ở Đà Lạt nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ với độ ẩm là 65%. Tại Tây Ninh trời không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 32 độ, độ ẩm khoảng 65%. Tại thành phố Hồ Chí Minh trời cũng không mưa, nhiệt độ trong ngày khoảng 23 đến 33 độ, độ ẩm là 50%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh có mưa rào và rông, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 25 đến 32 độ với độ ẩm là 60%. Thời tiết biển chuyển mưa và rông. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ côn đảo thấp nhất là khoảng 25 độ và cao nhất là 30 độ, độ ẩm là khoảng 75%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là 24 độ và cao nhất là 31 độ với độ ẩm khoảng 70% thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại